Xin chào tất cả các bạn. Bạn thấy cái cây này các bạn nhớ không nè? Chắc bạn quên tiêu rồi. Cái bằng lăng mà giống như con gì đó bạn. Bữa đây mà nó lên cỡ này nè. Mình trồng từ bữa giờ mình uống nó một nước rồi, bỏ đây, thả rừng đó bạn. Bữa nay quá trời quá đất rồi. Bữa nay mình cắt nó ra. Rồi xong rồi mình ghép các bạn. Thì cái cây bằng lăng này á, là lúc trước mình trồng mình có nói các bạn là để mình nuôi cho nó có cái cành nó lớn đi, nó đúng cái chỗ cái điểm của mình đây, bây giờ mình mới ghép các bạn. Mà bữa nay nó quá trời à. Bây giờ để mình cắt ra cho các bạn xem coi nó thả được gì đâu, bây giờ nó ra làm sao ha. Đó, đây là cái đuôi này, chết mẹ là kiến rồi. Mình lấy cái chai chụp kiến của mình. Kiến quay chụp kiến luôn bạn ơi. Cái cây này là lúc trước mình lấy cái xi măng mình chám nó nè các bạn. Ây da. Rồi bữa nay mình nuôi cái tên cốt này nó bự quá. Đây là mình chỉ ghép đèn bo nè, đèn bo chứ con bò dưới trên cái ngọn nó bo thôi. Đó, bây giờ cắt cái ngón ra đi. Đây các bạn, mình cắt hôm qua tới giờ nè, mà các bạn thấy nè, nước nhẹp hết trơn nè, nước chảy ra nè. Thì cái tình trạng này là không nên ghép các bạn, chờ chừng nào mà nó khô nó hết nước mới ghép được ha, lưu ý ha. Nếu mà cái này mình đóng cái bo vô á là nó sẽ chết, nó không dính nè nước nè. Thì do cái cây nó tốt các bạn, tốt bộ lá nó nhiều á, thì khi mình cắt ngang á là nước nó tuôn ra dữ lắm và thấy ướt hết trơn. Thì ngày hôm qua là mình cắt xong rồi, thành ra mình không có ghép. Lúc mình cắt thì nó chưa ra nước đâu bạn ha, mình phải để nó một ngày vậy đó, thử nó làm sao. Thường thường mình lăn nó vậy đó, rồi chừng nào mà nó ra nước chỗ này á thì mình để vài bữa nữa mình mới ghép ha, để chừng nào mà khô nước ghép. Đó, chắc là ngày mai ngày mốt gì mới ghép được bạn. Đây các bạn, bữa nay là chắc cỡ nửa tháng này nó bị ra nước đó bạn, thành ra mình không ghép, mình để tới bữa nay luôn nè. Nó lên quá trời quá đất luôn rồi. Bữa nay nó còn nước, vẫn còn nước mà thua rồi. Kiểu này chắc phải chờ trời tắng lên rồi không ghép được các bạn. Đó các bạn,
mình sau khi mình không có ghép rồi, ướt quá mình thả được nó luôn các bạn. Tự ghép sau đi. Giờ là để mình cắt cái đọc bớt nữa nè, chừa hai cái mành này mình uống lên, uống lại để mình thả được tiếp tục các bạn, cho nó lấy thêm nhịp cốt này nữa nè, chỗ này nó bự lên các bạn ha. Để mình vô cùng dây mình lắc sơ cái này cái đi ha. Đó. Rồi bắt đầu là mình mới ghép sao ha. Còn lặn nó nhanh lắm bạn, không gấp đâu. Không gấp làm gì ha. Đó, tạo nhịp cho nó bạn. Nó qua đây là nó mình bỏ cái tán của nó đó. Còn bên đây thì mình cũng tạo tán cho nó luôn nè. Chứ bây giờ mình vô mình cũng phải ghép hai bò các bạn. Ghép bị xì nước xì gì tùm lum nữa. Rồi nó không khi nó không sống. Rồi lại là cái cốt này lâu lớn nữa nè. Ha, mình chừa về làm nuôi cốt. Cho lớn đi. Sao lại lớn đủ lớn rồi đâu mình mới ghép sao. Ở đây mình cũng lắc cò đi ha. Lắc cò thông thả rừng đó. Cái này cái gì nè, lắc một cò. Chuối không nuôi cái cốt nó bự lên bạn. Rồi ghép sao ha. Đó, con cốt này đi. Rồi vậy là mình định ghép không thành công các bạn, mình nuôi nó luôn đó. Ha, mình lấy cái cốt cành cho nó bự tí xíu mà cốt đây nè, cái chỗ đây nè nữa mình sẽ lên một nhịp nữa các bạn, mình lọt trên đó đó. À, còn ở bên kia thì có tay rồi. Còn cái chỗ cái cốt để anh quay cận cảnh cho các bạn coi nè ha. Cái cốt này là cái cốt thân chính nè. Cốt chính thì mình đã nuôi được một nhịp rồi, bữa không cắt đây các bạn. Nên lên được nhịp này, bữa nay là bữa cổ tay mình rồi nè. Bây giờ mình nuôi thêm cái nhịp này nữa. Cắt ở đây, đồng thời nuôi thêm cái tay cạnh này với lại cái nhịp này. Thì bạn thấy cái nhịp này mình đã lắc ở đây. Lắc cho nó qua đây để nó về. Cái ngọn sau này nó về chính giữa của cái phần gốc nó rồi. Thì ngay chỗ đây, điểm này nè. Nếu đến này mình sẽ cho nó ra một tay nữa ha. Còn cái phần cái tay này các bạn, phần tay này các bạn thấy là bên kia nó có một tay rồi nè, ha ha, ức ở đây nè, ức của con thú nè, tay bên đây, tay này là đúng cái tay của nó luôn ha, chân ở đây thì cái này thấy cái chân nó giơ lên là thành cái tay đúng không, còn cái này là cái chân dưới, còn cái này là cành nhánh của nó nữa các bạn, giống như trên đầu rồi ha. Thì ở chỗ này nè, hồi nãy mình quên mình cắt cái chuỗi luôn rồi. Tại không sao này lên sao được các bạn, nữa mình đưa lên một nhánh nữa, một cành nữa các bạn, để mình lắc lượng ở đây để mình tạo cái chỗ khoảng trống của cái phần thân này, tạo một hai tán đây ha, thì nèm lên sao cũng vẫn được các bạn ha. Đó, còn cái đuôi thì bữa nay cũng ổn các bạn nè, đuôi tí nữa mình cho lớn nên này nhịp đây, mình có hai nhịp các bạn, nữa mình ghép đây được rồi, nuôi lớn xíu nữa mình ghép đây là ok rồi. Đó, còn phần ngọn thì mình có thể mình tới đây mình ghép được nữa các bạn. Chú lấy tay cạnh đây, thêm tay cạnh nữa mình ghép đây rồi là ok đó ha. Đó, cuối cùng á thì định ghép cho nó sớm tí mà thôi, sợi nuôi từ từ cũng được các bạn, nuôi càng lâu thì cái cây nó càng bự lên, càng tay cạnh nó càng đẹp thôi ha. Thì hôm nay cũng như mình định hình nó đi, định hình nó thêm lần nữa bạn, cắt trực định hình thêm lần nữa để cho được cái cây cho nó đã đi, nay mai mình ghép với mình lên chậu sau ha. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.